Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin mới. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin mới nhất về tình hình chính trị xã hội được cập nhật liên tục trong 24 giờ qua. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Bão Nu chưa giảm cường độ, đang tiến nhanh vào Biển Đông. Lúc 1 giờ ngày 5 tháng 10, bão Nu duy trì cấp 14, giật cấp 17 trên vùng biển phía đông nam đảo Đài Loan, Trung Quốc. Bão giữ tốc độ 15 km/h và áp sát Biển Đông. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 1 giờ ngày 5 tháng 10, vị trí tâm bão Nu trên vùng biển phía đông nam đảo Đài Loan, Trung Quốc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, 150-166 km/h, giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15 km/h, dự báo đến 1 giờ ngày 6 tháng 10. Bão Nu cách Quảng Đông, Trung Quốc khoảng 210 km về phía đông đông nam. Lúc này, bão đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 15. Khu vực chịu ảnh hưởng, phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông khoảng 1 giờ ngày 7 tháng 10. Bão trên vùng biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, được dự báo không đổi hướng và tốc độ di chuyển, đi vào Biển Đông và suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10, giật cấp 12. Khu vực chịu ảnh hưởng, phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Lúc 1 giờ ngày 8 tháng 10, bão Nu trên vùng biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Bão đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ chậm hơn, khoảng 5-10 km/h và suy yếu thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11. Từ 72-120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm. Tác động của bão, vùng biển phía đông bắc của Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 7 tháng 10. Từ chiều 5 tháng 10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-12, giật cấp 15, biển động dữ dội, Bắc Biển Đông sóng cao 2-4 m, đông bắc sóng cao 4-6 m. Vùng gần tâm bão sóng cao 6-8 m. Ngoài ra, trong ngày và đêm 5 tháng 10, giữa Biển Đông, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7, ngổn ngang sau mưa lũ. Trận lũ lớn cuối tháng 9 vừa qua, nhiều tuyến giao thông huyết mạch kết nối giữa bản làng với bên ngoài ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An bị nước lũ tàn phá nặng nề, nghiêm trọng hơn. Có những tuyến đường bị cắt đứt dài hàng trăm mét, khiến hàng nghìn hộ dân bị cô lập. Sau lũ, đường hỏng không chỉ bị đất đá vùi lấp do sạt lở, tại huyện Kỳ Sơn trong mấy ngày qua đã phải huy động hàng trăm hộ dân mở lối cho các tuyến đường, cầu tràn dân sinh vì bị chia cắt sau lũ. Điều đáng nói, 3 ngày qua trên địa bàn huyện biên giới này không mưa, nước lũ đã giảm bớt, song nước trên các con sông, suối nhiều nơi vẫn còn cao gây ngập một số tuyến đường, vùi lấp nhiều đoạn gây ách tắc giao thông. Tại xã Chiêu Lưu, một trong hai xã ảnh hưởng nặng nề sau đợt lũ vừa qua, tuyến quốc lộ 7A, đoạn qua bản Cù bị sạt lở, tuyến đường tại bản Siêng Thù, mưa lũ đã làm hàng nghìn khối đất đá sạt xuống, gây ách tắc giao thông, cầu tràn trên tuyến bị ngập lụt, tuyến đường Khay Nằn, xã Chiêu Lưu đi bản Pù Quặc, xã Nang Ngòi bị sạt lở một số điểm. Ông La Đức Thoại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn cho biết, bị ảnh hưởng nặng nề nhất là tuyến đường liên xã từ bản Siêng Thù, Chiêu Lưu đi xã Bảo Thắng bị lũ cuốn trôi, đất gãy hoàn toàn, nhất là đoạn qua bản Lưu Hòa với chiều dài khoảng 150 m, ước tính thiệt hại khoảng 4 tỷ đồng, với phương châm 4 tại chỗ. Trong 3 ngày qua, khi trời hết mưa, chúng tôi đã huy động hàng trăm hộ dân, cùng với lực lượng bộ đội, dân quân, di chuyển hàng trăm khối đất đá, khai thông những điểm tắc, đồng thời vá những đoạn tuyến bị lũ cuốn trôi. Đến sáng 4 tháng 10, một số tuyến cơ bản đã lưu thông, nhưng chỉ người đi bộ và xe máy, xe ô tô chưa thể đi qua. Ông Thoại nói, tại xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn, sau mưa lũ trên địa bàn có 13 điểm bị sạt lở. Cụ thể, tuyến đường từ bản Sốp Nhị vào trung tâm xã có 5 điểm sạt lở, trong đó tuyến bản Na đi Sốc Thạng hơn 200 m bị sạt lở, đất gãy. Sau nhiều ngày huy động sức dân, đến nay mới chỉ lưu thông bằng xe máy. Trao đổi với chúng tôi, ông Khun Văn Phôm, trưởng bản Sộp Thạp, xã Hữu Lập cho biết, trận lũ này so với năm ngoái không lớn bằng,
nhưng do nguồn nước đổ về rất lớn nên nhiều tuyến đường trong bản bị dòng lũ xé toang, rất khủng khiếp. Ông Phong chia sẻ, 3 ngày vừa qua, cả bản chúng tôi được huy động để sửa lại đường. Những chỗ bị sạt lở gây ách tắc đến nay cơ bản được thông, riêng các đoạn đứt gãy chỉ làm tạm thời cho bà con đi lại, chứ về lâu dài cần kinh phí từ tỉnh thì mới xử lý được, thiệt hại nặng nề. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn, trên địa bàn huyện bắt đầu mưa lớn từ ngày 26 tháng 9 và xảy ra lũ lụt, sạt lở. Mưa lũ đã khiến huyện này thiệt hại nặng nề về các công trình công cộng, đường đi và tài sản người dân. Ước tính ban đầu, đợt lũ này gây thiệt hại cho huyện Kỳ Sơn gần 110 tỷ đồng. Đối với giao thông, mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện bị sạt lở nghiêm trọng. Cụ thể, tại tuyến tỉnh lộ 543D có 60 điểm sạt lở lớn nhỏ khác nhau với hơn 8.000 mét khối đất đá vùi lấp các đoạn đường, cống rãnh. Ngoài ra, còn có 6 tuyến đường khác trong huyện bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ như tuyến từ Khe Nằn, xã Chiêu Lưu đi Phù Khả 2, xã Na Ngoi dài 19 km bị sạt lở đất, đá tại 18 điểm. Riêng tại km 13, đoạn ngã ba đi bản Phù Quặc Ba bị sạt lở mất toàn bộ mặt đường nhựa dài 10 mét. Trên tuyến đường từ xã Hữu Lập đi xã Bảo Nam có tràn bản Na, xã Hữu Lập bị ách tắc. Đoạn đường từ bản Na vào bản Sốt Thập, xã Hữu Lập bị sạt lở dọc theo khe nhị dài khoảng 70 mét. Trong đó 30 mét là nền mặt đường, hiện tại chỉ còn 1 mét. Tuyến đường qua các xã Hồi Tụ, Na Loi, Đọc Mạnh, Ken Lu có chiều dài tuyến 43 km bị sạt lở nặng tại 2 điểm. Trong đó có điểm sạt lở Ta Luy Dương dài 15 mét, rộng 3 mét, cao 1,2 mét và có điểm sạt với khối lượng đất 500 mét khối. Các phương tiện giao thông lưu thông rất khó khăn. Trước thực trạng trên, các cơ quan chức năng huyện Kỳ Sơn đã đến kiểm tra, căng dây, cắm biển cảnh báo để người dân không đi vào những vị trí nguy hiểm. Trao đổi với phóng viên báo Đại Đoàn Kết, ông Thỏ Bá Dê, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn cho biết, sau lũ, có 695 hộ với hơn 3.000 người trên toàn huyện đang bị chia cắt, cô lập, trong đó nhiều nhất ở xã Chiêu Lưu với 5 bản bị chia cắt. Ông Dê khẳng định, hiện tại, nhiều tuyến đường nối các bản, xã đã cơ bản thông tuyến, tuy là tạm thời, nhưng người dân có thể đi lại, lưu thông, có nhiều đoạn đứt gãy nặng hiện chỉ có thể lưu thông bằng xe máy hoặc đi bộ. Theo ông Dê, với phương châm 4 tại chỗ, sau khi hết mưa, lũ rút, huyện đã chỉ đạo các xã huy động máy móc, phương tiện, người dân khai thông các tuyến đường có đất bị sạt lở, kè chống các tuyến bị nứt, gãy, đồng thời bồi đắp những nơi bị lũ cuốn, huy động phương tiện, nhân lực khắc phục hậu quả mưa lũ, hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, sửa chữa, khắc phục những tuyến đường giao thông bị hư hỏng. Song về giải pháp lâu dài, cần có sự hỗ trợ từ cơ quan chức năng cấp trên để tập trung nguồn lực gia cố lại các tuyến đường bị thiên tai tàn phá, đảm bảo an toàn trong tham gia giao thông cũng như phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội. Ông Thỏ Bá Dê, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn, ông Dê cho biết, hiện về cơ bản các tuyến đường đã được lưu thông, riêng tại thị trấn Mường Xén, qua kiểm tra cho thấy tại khối 4, phía trên đồi khu vực dự án chia lô đất ở xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún, đặc biệt xuất hiện 2 vết nứt với chiều dài khoảng 80m, rộng 30cm, lún sâu gần 1m gây nguy hiểm. Bình Phước, mưa lũ gây sập cầu, cống, giao thông chia cắt tại huyện Đồng Phú. Đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cho biết, huyện đang huy động nhiều lực lượng tại địa phương để khắc phục sự cố do mưa lũ gây sập cầu, cống, giao thông chia cắt gây ảnh hưởng đến hàng nghìn hộ dân. Theo đó, vào khuya ngày 3 tháng 10 đến sáng cùng ngày, mưa lớn kéo dài khiến nước chảy xiết gây sụt lún, xói mòn phá vỡ nhiều cầu, cống bắc ngang khiến tuyến đường liên xã nối Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước và xã Phước Sang, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương bị chia cắt nghiêm trọng khiến hàng nghìn hộ dân không thể đi qua. Tại xã Đồng Tâm, cầu 5 tấn km 12, khu vực ấp 4 đi vào ấp 1 đã bị sập hoàn toàn. Tại xã Đồng Tiến, nước suối giặt dâng cao gây ngập sâu khoảng 100 hectare cây trồng và hoa màu. Tại các xã Thuận Lợi, Tân Phước, Tân Tiến, mưa lũ ngập hơn 1-2m, gây ngập hàng trăm ha, nhiều hộ dân phải di rời khẩn cấp. Ngay sau sự cố, các lực lượng chức năng đã đến hiện trường lập rào chắn cảnh báo, cử lực lượng chốt chặn không cho người dân đi qua và hướng dẫn lưu thông theo hướng khác để đảm bảo an toàn trong thời gian chờ khắc phục. Hiện Ủy ban Nhân dân xã Tân Lập phối hợp các cơ quan chuyên môn khảo sát, đề xuất cấp trên sớm xây cầu mới. Đến chiều 4 tháng 10,
đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Phú vẫn đang huy động nhiều lực lượng tại địa phương để khắc phục sự cố do mưa lũ gây sập cầu, cống, giao thông chia cắt gây ảnh hưởng đến hàng nghìn hộ dân. Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Phú kiêm trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai huyện cho biết, đã cùng các thành viên trong ban trực tiếp kiểm tra hiện trường các điểm sạt lở, ngập lụt, đồng thời chỉ đạo các lực lượng cơ sở vào cuộc khẩn cấp sơ tán dân, khắc phục sự cố. Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Bình Phước liên tục có mưa lớn khiến nước các con suối dâng cao gây ngập hàng trăm căn nhà, nhiều diện tích hoa màu, cây trồng cũng bị hư hỏng do chìm trong biển nước, cây trồng cũng... Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!